về 1180 đúng không? Có em 21 thì rồi, đúng rồi nhé. Anh đi hẻm 29 đường số 11 hả? Quên 24. Rồi, đúng rồi. Em lấy được khách tình phi anh rồi. Bao nhiêu ạ? Ok. Đúng rồi. Chặt thẻ rồi. Rồi, đúng rồi nhé. Trời ơi, gái xinh sao không đi xe giao đồ ăn trúng gái xinh nữa chứ. Em bé này cu te thế nhỉ, giao ta đi này ra đúng không? Ờ, anh tới 146 rồi nè. Cara đây anh, đây. Em về Phan Huy Ích đúng không? Dạ đúng rồi. Anh chạy lên gì ngay lỗ chưa? Ok. Lấy không? Không sao. Đi đường kia về gần hơn. Ủa? Về Phan Huy Ích mà đúng không? Đúng rồi. Thì đi đường này ra Quang Trung. Ủa chứ bình thường em đi bên đó hả? Đi kiểu thối. Xong rồi kiểu phản chiếu. Xong rồi phản luôn. Giống nhau cả. Thế lúc đi làm em đi đường nào? Đường đó luôn. Đi làm hả? Ờ. Đi làm thì em ở bên trường đi qua thì em cũng đi được đó. Ờ, thế vậy chắc em bên chỗ cầu vực đi học thôi, đi chỗ trường qua thì đi chỗ cầu vực thôi.
Là em còn đi học á hả? Dạ. Dạ. Nhập. Đấy anh bảo. Nhưng mà nếu mà em muốn đi dạo mát thì anh đi được. Em làm ngay chỗ quán rượu ngay ngã tư đúng không? Dạ. À, thấy đồng phục giống. Thế là làm xong qua hát kara luôn á. Dạ. Sướng thế nhỉ. Sao thế? Giao thông hả? Ngay chỗ cái xuống cầu đúng không? Nó đứng ngay chỗ xuống cầu đúng không? Giờ thấy qua quận 2 là y luôn. Bắt giờ nó bắt chuyên án nồng độ cồn không à? Em uống chưa? Em uống lâu rồi. Không. Em có đâu có đi xe em sợ. Thế đi làm lại bắt xe không hả? Dạ. Rồi tháng hết mấy triệu tiền xe. Tháng cái hồng. Tháng cái hồng xong rồi đi qua. Một ngày chắc cũng 100 ngàn tiền xe. Gần trăm. Tháng 30 ngày cho nghỉ 4 ngày đi, là còn 26 ngày. Rồi tháng 2. Đừng có tính. Không, anh tính để có gì mình ký hợp đồng anh lấy nửa giá cho. Ví dụ như 26 ngày là 2 triệu 6 thôi, giờ anh ký hợp đồng 1 triệu với anh à. Xong rồi em chở đi tháng lấy 1 triệu. Em có thể trả góp theo quý cũng được. Hả vậy? Anh đứng gần em luôn á, em có không ít anh ở ngay cống lỡ nè. Ủa vậy hả? Trời, quá tiện lợi Sắp luôn. Em học ở bên cái cầu đúng không? Cái trường gì đó, đúng không? Học đó hả? Chị em đang học đâu? Học đúng rồi, bên chỗ của em á. Là sinh viên năm mấy vậy? Em đáng ra thì năm nay em năm 3, nhưng mà em bỏ 2 năm rồi. Bỏ 2 năm. Giống như là cái gì người ta gọi là gì ta? Từ gì đó? Lưu an. Gì lưu an chứ gọi là lớp như cha. Ủa không, từ gì? Cái từ gì mà người ta học xong người ta nghỉ thời gian cái người ta học lại là từ gì? Bảo lưu. Bảo lưu. Tự nhiên người ta lưu an. Bỏ lâu quá. Ủa thế em hỏi anh cũng quên. Anh ừ bỏ. Bỏ lâu quá không nhớ. Ôi không, hồi học ở Nha Trang kìa, học đại học. Ở thế em phải người Sài Gòn à? Không, Nha Trang. Chèn ha. À là em học ở đại học ở Nha Trang đó hả? Ủa vậy trường em học là về công nghệ hả? Hay là cao đẳng Sài Gòn hả? Không, ý là cao đẳng Sài Gòn, vậy là em học về cái gì? Học kinh tế. Hỏi du lịch qua kinh tế. Vậy kinh tế quản trị hả? Hay là không, em học logistics. Anh cũng logistics nè. Ủa vậy hả? Anh chạy xe ôm là logistics rồi đó. Coi em như hàng hóa thì anh vận chuyển. Thì em vận chuyển hàng hóa, anh vận chuyển người nè. Đúng không? Mình cũng chung ngành rồi đó. Sao cãi được không? Nói quá đúng rồi, sao cãi được. Nhưng mà em là hàng hóa thôi, gọi là ở bên cảng rồi hả? Hay sao? Hay là hàng hóa nói chung? Hàng hóa nói chung, cái gì vận chuyển được là vận chuyển. Thế hả? Được vận chuyển ma túy được rồi. Nhưng mà chắc chắn là không có người không có rồi đó. Không có vận chuyển người đúng không? Hàng hóa được thôi. Thực phẩm đồ này kia thôi. Không, nãy giờ em anh ra em vận chuyển. Chỉ có xe ôm như anh mới là vận chuyển người thôi nè. Đúng rồi. Không. Không có hồn quá ơi. Mà nãy giờ công an quá trời luôn. Nhậu say xỉn vô. Cái đó đô thị mà. Ủa chị ở chỗ nào vậy? Chị đó làm chung với em á hả? Mà anh thường thấy logistics là nam học nhiều hơn chứ lớp em có nhiều nam đúng không? Em có đam mê không? À. thế sao lại bỏ du lịch qua học cái nghề mình không đam mê? Em chỉ đam mê học tiếng thôi. Học tiếng hả? Em không học tiếng gì? Học tiếng Anh. Tiếng Anh hả? Nhớ là em đăng ký tiếng Anh nhưng mà thiếu không phải điểm á. Thế à? Xong mới vô du lịch học được 5 rưỡi. Trang. Tiếng Anh thì anh cũng biết rồi, anh cũng đang học tiếng em nè. Tiếng Anh với tiếng em nó khác nhau.
xong lúc đầu em vô đây á là em định học ngôn ngữ Hàn, ngôn ngữ Hàn. Xong khi em suy nghĩ sao á, về cậu khuyên kêu với thôi học logistics đi con. Cậu cũng làm trong này có bằng ra nó dễ. Dạ. Yeah. Mà cái hình ảnh mà em đứng mà em điều động là thấy ngầu quá ha. Hả? Ý là thí dụ như mà em học xong cái hình ảnh mà em đứng em điều động đưa hàng đồ thấy ngầu ha. Biết đâu chưa tưởng tượng ra. Thôi em chưa tưởng tượng ra nhưng mà anh tưởng tượng ra đó. Anh tưởng tượng ra cái cảnh mà em đứng em điều ở này qua đây nha, kia qua kia nha. Một cô gái nhỏ bé đứng giữa những cái thùng hàng to lớn mà để điều động. Vậy em nhỏ bé không? Nhỏ mà. Vậy mà thằng kia nó kêu em đồ con á, nhỏ nó 8 ngày 8 đêm luôn. Thằng nào vậy, lấy cái chày. Thằng làm chung với em. Lấy cái chày tới quýnh với mỏ luôn. Nó kêu em đồ con. Trời đất ơi, người ta nhỏ nhắn dễ thương như thế này kêu đồ con. Mấy thằng. Thôi mấy thằng đó chắc là em phải cho nó vào trên sách cuối nha. Cho nó vào trên sách cuối giùm anh cái. Còn cái nào trên sách ưu tiên thì đưa lên đầu nha. Chẳng hạn như anh cũng được. Ủa anh quê ở đâu? Anh ở Bình Thuận. Cái này cũng gần em. Em biết Bình Thuận không? Biết. À. Bình Thuận. Ừ. Ủa Bình Thuận không có Cam Ranh nữa đúng không? Cam Ranh là ở đâu? Anh không biết Cam Ranh luôn á. Cam Ranh là ở đâu ta? Cam Ranh Nha Trang. À đúng rồi. À. Bữa anh cũng có về Cam Ranh anh đi. Ủa, Bình Thuận mà không biết Cam Ranh hả? Quên tự nhiên em nói anh quên. Hồi bữa anh đi Bình Hưng, đảo Bình Hưng. Đúng rồi. À, anh mới đi bữa. Là cũng qua. Cái gì vui không? Định đi á mẹ thấy. Thế à? Nó ấy nhiều hơn. Nói chung là cũng bình thường em. Ủa, em ở Nha Trang mà em chưa đi đó hả? Chưa đi đảo Bình Thường. Em tiếng ở Nha Trang vậy chứ em đi đâu. Dạ. Yeah. Nói chung là nghe người ta review cũng nhiều. Xong rồi xuống thì nói chung trải nghiệm cũng khá là bình thường. Em thì thích đi nghỉ dưỡng hơn, không thích. Chứ là không kiểu người ta. Em thích đi nghỉ dưỡng hả? Gọi kiểu em đi nhiều em dễ mệt á. À em muốn đi chơi nhưng mà em đi dễ mệt á. À thế hả? Em đi mà em mệt cái này họ không muốn đi, ai đi đâu đây vậy? À. Vậy là giống như đi du lịch mà thích là nằm phòng và đổ không khí thôi hả? Đúng rồi. Nhưng mà nói đi nói lại chứ mình phải suy nghĩ về cái hợp đồng vận chuyển người nha. Em ở ngay chỗ thế giới di động. Ok. Sao một tháng anh lấy chịu được không? Ê, em thấy ổn không? Rẻ lắm. Nói đây nói tiền cái giỡn chưa? Anh nghiêm túc á, anh ở gây cống lỡ nè em. Trời ơi, mình hợp tác đôi bên có lợi mà. Anh được chở em, được có tiền, em được có người chở đưa đón hàng ngày nữa. Trời quá tuyệt vời luôn. Đúng không? Mình hợp tác đôi bên cùng có lợi. Ở đây hả? Đây. Okay. Sao biết? Ai biết đâu, anh thấy đó ngọ luôn. Đây. Đây à. Trời ơi, từ nhà anh qua em có 1 phút 30 giây chứ mấy. Thì đấy. Ê, mình phải có gì mình phải kết bạn với nhau nha. Xong rồi về mình. Zalo em xài số này luôn hả? Zalo em xài số này luôn hả? À. Ok. Thôi giờ mình kết bạn luôn đi. Em Kim Chi đúng không? Ok, đợi anh tí. Ờ em đọc lại giúp anh được không? 094. 094. Ok, anh tên Chris. Cảm ơn em nhé. Ok thì chắc là tôi sẽ chạy qua Tây Thạnh đứng luôn. Giờ này 12 rưỡi rồi, qua đó có khách về. Hy vọng là vậy. Anh đi quận 12 đúng không? Quân A 32.000. Cảm ơn. Rồi, đúng rồi. Ok. Đứng đợi anh khách này, ảnh mua đồ tầm 50 phút gì đó. Xong giờ ảnh bo được 10.000.
khá là ok. Thì bây giờ là 1:10, hồi nãy tôi chở cái bạn đó về Phan Thiết đó anh em. Thì nói chung là kết bạn xong rồi tôi nhắn tin, tôi điêu kèo này kia là sáng mai qua chở em đi học. Nhưng mà bây giờ là 1:10 rồi, thì tôi đang có hai cái dự định, có nghĩa là một là tôi chạy tới sáng luôn, chạy tới sáng xong rồi tôi qua tôi chở em đi học, còn hai là tôi chạy chắc tầm tới 3 giờ tôi về ngủ tầm 3 tiếng xong rồi sáng ra mặc đồ qua chở em đi làm đi học chứ. Thì chắc là tôi sẽ chọn phương án 2, tại vì nếu mà thức luôn tới sáng nữa là chắc bệnh nữa anh em, không có bệnh lần rồi tởn rồi, cho nên là giờ chắc không dám thức tới sáng nữa đâu. Bây giờ là 1:10 thì chắc tôi sẽ chạy tới tầm 3 giờ ha, 3 giờ tôi sẽ về. Ok, 2 giờ sáng rồi anh em, tôi đợi nãy giờ tầm nửa tiếng 45 phút rồi không có đơn. Cho nên là tôi sẽ quyết định tôi đi về nghỉ ngơi để sáng dậy sớm qua đón bạn đi học. Chứ gì chứ bảo đảm sức khỏe là trên hết để còn làm clip cho anh em xem nữa. Chán thêm vài đơn cũng chẳng được bao nhiêu. Thôi, về ngủ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Ây da.